Đây là con bướm nè, nó đang hút mật này. Đó, nó đang chăm chỉ hút này. Chăm vào nó. Đấy, nó đang say mê này. Mình chạm tay vào nó không biết này. Đó, mình chạm nó mà nó không biết này. Đó. Say mê quá mà. Đây, đây, đó. Cái gì? Găng? Xuống đâu? Tổng 10 người lên đó. Khóa cửa lại luôn đi. Có. Đồ đạc mẹ mà trong mà. Em nhìn ba con bướm. Đây. Chiu chiu. Từ cho chị xị. Ý là tụi 10 người họ đến chưa? Đến rồi. Hờ, đi vô đi vô. Đi vô đi. Vô đi cho chị xị. Đi vô đi. Đó, bắt con này nha, tôi bắt này, đây, đó. Dạ. Bơm, cơm mình á hả? Thank you.